Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Hình ảnh đậm nét nhất của Chúa chính là tình yêu. Càng yêu nhiều thì con người càng nên giống và gần gũi Thiên Chúa. Thánh Gioan nói: "Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, và ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa." Do đó, với hàng trăm điều khoản của bộ luật trong đạo cũ, thì chung quy lại chỉ còn hai trong một, đó là mến Chúa và yêu người. Nhà thông luật đã trả lời đúng, và Chúa Giêsu bảo ông ta hãy sống mà yêu thương để được sự sống muôn đời. Tình yêu không chỉ là con tim, là lý trí, nhưng còn là hành động. Thánh Gia-cô-bê khuyến cáo rằng tình yêu không được phép nói suông, nhưng phải được biểu hiện một cách cụ thể và thực tế. Nhân loại hôm nay, và đặc trưng là những người trẻ, đang khát khao yêu thương. Họ yêu như điên cuồng và yêu quên cả lối về. Nhưng hơn lúc nào hết, hành tinh mà chúng ta đang sống và những người trẻ mà chúng ta đang gặp lại đang trống vắng và bị hụt hẫng trong tình yêu. Có một cái gì đó nghẹn ngào và tình yêu dường như là phi lý và buồn thảm lắm thay. Phải, tình yêu mà vắng bóng Thiên Chúa thì chỉ còn là ê chề và thất vọng. Tình yêu do Thiên Chúa mà đến, hay nói cách khác, Thiên Chúa là suối nguồn của mọi yêu thương, nên con người chỉ có thể nhờ người, với người và trong người mà lấp đầy mọi khát vọng của yêu thương. Hãy khắc ghi lời Chúa theo công thức của thời đại hôm nay, tình yêu hai trong một. Không thể mến Chúa mà không yêu người, và càng nỗ lực yêu thương anh em thì càng ra sức mến Chúa nhiều hơn. Một giáo sư xã hội học đưa các sinh viên đến khu ổ chuột Baltimore để điều tra lý lịch về 200 bé trai. Qua các câu hỏi và bản lượng giá về tương lai các em, các sinh viên đều nhận định về từng em không có hy vọng tiến thân. 25 năm sau, một giáo sư xã hội học khác tình cờ đọc bản nghiên cứu đó. Ông cho các sinh viên triển khai đề tài và nghiên cứu xem những bé trai đó bây giờ ra sao. Thật kỳ lạ, ngoài 20 em đã đi nơi khác, các sinh viên thấy 176 em trong số 180 em còn lại đều thành đạt. Họ là luật sư, bác sĩ, thương gia. Vị giáo sư rất ngạc nhiên. Ông đến tận nơi tìm hiểu vấn đề và đều được trả lời: "Chúng tôi đã đạt tới thành công nhờ tình thương của một vị thầy." Vị thầy đó vẫn còn sống. Đó là một bà lão tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn. Giáo sư hỏi bà dùng phương thức thần diệu nào để kéo những bé trai đó ra khỏi khu ổ chuột và đạt được thành công như vậy. Đôi mắt bà lão sáng lấp lánh và nụ cười nở trên môi. Bà nói: "Thật là đơn giản, tôi đã yêu thương bọn chúng." Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta và trao cho chúng ta quả tim của Ngài để chúng ta tiếp tục yêu thương nhau. Đó chính là sức mạnh biến đổi thế giới.
thành ra là chữ tờ. Người nằm giang tay chữ y là tình yêu, yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu. Yêu Chúa là chiều cao để tình yêu luôn mãi nhiệm màu. Thánh giá là chữ tờ, người nằm sang tay chữ y là tình yêu, yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu. Chúa là chiều cao để tình yêu luôn mãi nhiệm màu. Thánh giá là chữ tờ, người nằm giang tay chữ chữ tờ, người nằm giang tay chữ y là tình yêu, yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu. Yêu Chúa là chiều cao để tình yêu luôn mãi nhiệm màu. Chiều cao để tình yêu luôn mãi nhiệm màu.